các bác, tôi lại quay giới thiệu loa cây đến mọi người. Trước mắt các bác là một đôi loa cây của Mỹ, tôi bán giá 7,5 triệu đồng, hàng bãi nguyên zin luôn. Loa rất đẹp luôn, còn rất mới nha. Rất thích hợp cho các bác trưng bày phòng khách hiện đại hoặc là phòng kiểu chung cư. Loa này có bát là bát 18, bát thật của hãng đây. PA Precision Acoustic. Loa tép Dom. Đặc thù của dòng loa cây thì tiếng bát đánh cực kỳ sâu luôn. Đánh sâu và thật. Đánh rất thật luôn. Khẳng định các bác điều đó. Và rất thích hợp để trưng bày. Tôi sẽ quay mặt sau qua, tôi sẽ mở nhạc to hơn để cho các bác nghe. 7,5 triệu đồng một đôi loa Mỹ. Còn bên cạnh là một đôi loa Canada, loa của Nhật Yamaha, bán giá 7,5. Bên cạnh là một đôi loa Pop của Mỹ, 5,5 triệu. Đây, tôi sẽ quay quay lại mặt sau rồi mở nhạc to hơn để các bác nghe. Loa còn rất mới và đẹp cao cạnh. PA Precision Acoustic, model là 6XT2, 200W 8 ohm. Như xin nhắc các bác là đừng có nghĩ là nó được 200W nhé. Đây là ghi thông số danh nghĩa thôi. Một đôi loa này mà 200W thì không bao giờ có đâu. Đôi loa này chỉ 50-60W thôi. Đấy, công suất thật. Lần nào tôi quay tôi phải nhắc các bác như thế. Tôi sẽ mở to hơn mà các bác nghe. Tại sao tôi bảo những đôi loa cây này đánh bát nó thật, nó sâu. Bát đánh rội như bom luôn. Năm 2000 năm anh còn gì, tôi còn lại gì, em còn gì, ta còn lại gì, còn chẳng đó là bóng hư không, còn chẳng đó tôi đã mênh mông, còn chẳng đó tóc xanh phai màu, qua mất rồi và ngày thật dài của chúng ta, của những phôi pha. Chất âm nó cực kỳ ấn tượng luôn. Và cây ba tay cũng khác gì bom rồi. Vâng, xin nhắc lại giá 7,5 triệu, đặt cọc 1-2 triệu vào tài khoản là tôi gửi hàng đi. Qua nhà xe khách hoặc là Viettel, phí vận chuyển người mua phải chịu. Phí vận chuyển nó giống như là công cước các bác đi lại. Mình không đi thì phải trả cho người khác tiền mang đến. Xin cảm ơn.